Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Năng lượng xanh phát sóng trên kênh VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, cuộc sống của người dân nông thôn đã và đang thay đổi kể từ khi hệ thống lưới điện được hoàn thiện và nâng cấp. Nguồn điện ổn định và an toàn không chỉ giúp người dân đổi mới sản xuất mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngành điện đã, đang và sẽ làm gì để hạ tầng điện nông thôn được đầu tư mạnh mẽ hơn nữa? Đó sẽ là nội dung quan trọng có ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những thông tin năng lượng đáng chú ý trong tuần qua. Chính phủ đã chính thức phê duyệt đề án về mức nâng dự trữ xăng dầu. Theo đó, mức dự trữ xăng dầu thành phẩm nâng từ 440.000 lên 800-900.000 mét khối, tương đương tăng gấp đôi khả năng dự trữ từ mức 7 ngày hiện tại lên khoảng 15 ngày. Đề án này cũng bao gồm việc dự trữ dầu thô, nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy lọc dầu trong nước với công suất dự trữ bảo đảm từ 15-20 ngày nhập ròng. Đồng thời, chính phủ cũng đã phê chuẩn quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia và kế hoạch thực hiện quy hoạch này đã được triển khai đến các địa phương. Theo đó, sẽ có những cơ chế chính sách vừa đầu tư từ phía nhà nước nhưng cũng vừa phải đầu tư từ các doanh nghiệp và người dân. Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Tài chính để trình chính phủ đưa ra những quy chuẩn và dựa vào quy chuẩn đó, Bộ Công Thương sẽ đề xuất mức cụ thể, chủng loại hàng cụ thể để dự trữ. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc xây dựng, ban hành nghị định quy định cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu. Thông báo nêu rõ về quy trình thủ tục đối với người dân, hộ gia đình và khu vực công sở cần nghiên cứu đưa vào nhóm đối tượng để có chính sách phù hợp đúng với tinh thần khuyến khích sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, theo hướng cắt giảm tối đa các quy trình thủ tục hành chính, theo hướng lắp đặt thiết bị trên công trình hiện hữu, đồng thời áp dụng công tác hậu kiểm thay cho tiền kiểm và thông báo cho cơ quan chức năng biết lượng điện phát lên lưới. Trường hợp điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu có công suất lắp đặt trên 100 kW đến dưới 1 MW và lựa chọn đấu nối và bán điện dư lên hệ thống điện quốc gia phải thực hiện đăng ký với đơn vị điện lực địa phương để đấu nối với hệ thống điều khiển từ xa. Công ty Điện lực Phú Yên đang triển khai chiến dịch đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền trực tiếp cho người dân về việc đảm bảo an toàn trong sử dụng điện tại hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh, đồng thời hỗ trợ khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách. PC Phú Yên phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành được ra quân kiểm tra, hướng dẫn người dân quản lý, sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của nhà sản xuất, góp phần hạn chế cháy nổ do điện gây ra. Công tác tuyên truyền, kiểm tra sử dụng điện ưu tiên ở các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, tập trung đông người như nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh, chợ, quán karaoke. Ngành điện phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ kiểm tra hướng dẫn tuyên truyền sử dụng điện an toàn, bảo đảm phòng chống cháy nổ tại cơ sở, hộ gia đình đến gần 100% khách hàng sử dụng điện. Châu Âu đang phải đối mặt với thị trường khí đốt thắt chặt hơn khi mà các nhà khai thác mỏ khí đốt của Na Uy bước vào mùa bảo trì theo lịch trình. Hiện nay, Na Uy cung cấp khoảng 30% khí đốt tự nhiên của châu Âu, trở thành nhà cung cấp lớn nhất sau khi hầu hết các dòng khí đốt của Nga dừng lại. Bloomberg chỉ ra rằng việc kéo dài mùa bảo dưỡng mỏ khí đốt của Na Uy sẽ không phải là điều bất thường do tính phức tạp của công việc liên quan đến các hoạt động đó. Đầu tháng này, giám đốc chiến lược hàng hóa của ngân hàng Saxo Bank Ole Hansen lưu ý lượng khí đốt dự trữ của Liên minh châu Âu đã đạt 86,7% và tốc độ nạp chậm lại do mùa bảo dưỡng của Na Uy sẽ không thực sự ảnh hưởng đến mục tiêu cuối cùng. EU đặt mục tiêu dự trữ khí đốt đạt 90% trước khi mùa đông bắt đầu. Nhà chức trách Trung Quốc đang tận dụng các trang trại điện mặt trời để kết hợp trồng cây và chăn nuôi gia súc, góp phần ngăn chặn bão cát và sa mạc xâm lấn. Cách Bắc Kinh 805 km về phía Tây, trên sa mạc ở vùng Nội Mông, một dự án điện mặt trời đang được tiến hành. Trong vài thập kỷ tới, nhà chức trách ở thành phố Odot sẽ lắp đặt 100 GW pin quang điện, nhiều gấp hơn 3 lần công suất mà Mỹ đang xây dựng trên toàn quốc, trải dọc dải đất dài 400 km và rộng 5 km. Mục tiêu của dự án không chỉ là sản xuất lượng điện sạch khổng lồ, mà cả tái tạo đất hoang, mang lại cây xanh và thậm chí gia súc cho khu vực rộng bằng Puerto Rico. Nhiều công ty Trung Quốc đã tìm cách triển khai các trang trại mặt trời khổng lồ trên sa mạc trong hơn một thập kỷ với mức độ thành công khác nhau. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, họ bắt đầu đạt bước tiến lớn.
Các công ty nước ngoài đang tăng cường đầu tư vào ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi của Nhật Bản và đẩy mạnh kế hoạch tuyển dụng nhân sự và mua sắm vật liệu. Điều này có thể góp phần củng cố chuỗi cung ứng địa phương, tuy nhiên vẫn có những lo ngại về lợi nhuận. Sau khi hoàn tất hai đợt đấu thầu công khai cho các dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn, chính phủ Nhật Bản đã chọn các nhà phát triển cho 7 khu vực biển với tổng công suất lên tới 3,5 GW. Đến năm 2040, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản dự định triển khai công suất điện gió ngoài khơi lên tới 45 GW. Theo Nikkei Asia, năm 2020, Tokyo đã xây dựng chiến lược đưa Nhật Bản trở thành nước sản xuất điện gió ngoài khơi lớn thứ ba trên thế giới vào năm 2040, sau Trung Quốc và châu Âu. Thưa quý vị và các bạn, hoàn thiện lưới điện nông thôn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế tại các vùng nông thôn. Khi lưới điện được đầu tư đúng mức, người dân không chỉ được sử dụng nguồn điện an toàn, ổn định mà còn góp phần vào việc hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống. Minh chứng cho điều này có thể thấy rõ tại Quảng Ngãi, nơi một xã đã hoàn tất bàn giao lưới điện từ hợp tác xã nông nghiệp cho công ty điện lực. Công ty đã đầu tư nâng cấp, xây dựng thêm trạm biến áp, giúp 100% hộ dân được mua điện trực tiếp, cải thiện đáng kể sinh hoạt và sản xuất của người dân. Trước kia khi sử dụng điện do hợp tác xã nông nghiệp Bình Hiệp quản lý, gia đình bà Trần Thị Thu phải dùng ổn áp điện. Đầu năm 2024, gia đình bà không còn dùng ổn áp nữa. Bà Thu có thể sử dụng ổn định mọi thiết bị điện trong gia đình. Lúc trước ép mía là nó hay có trở ngại, chứ còn ép là nó hay đứng. Nó khó ép lắm, ép nó cứ đứng biết là cô mất công, không thể khách hàng họ chờ cô là cực lắm. Nhà mà có điện lực, bác điện lực á, cô xe nội điện của điện lực, cô ép cô thấy bình thường, không xói. Nói chung là không đứng, không được ép vẫn bình thường hết. Ủa, hồi xưa là có đốn, có tiệc gì đó, là cuộc chạy không nổi nè, má hết không được, phải dùng nó đi. Bây giờ thì từ lúc hoàn thế xuống này thì thấy tất cả những cái dụng cụ trong nhà đều nó hoạt động tốt hơn. Tại xã Bình Hiệp, điện lưới của hợp tác xã Điện Bình Hiệp sau nhiều năm vận hành, dây dẫn, trạm biến áp, cột điện đã xuống cấp nhưng không được đầu tư cải tạo, gây tổn thất điện năng. Người dân sử dụng điện chất lượng thấp, không ổn định, nhưng chi phí tiền điện hàng tháng lại cao do tổn thất điện lớn. Trước đây, ở khu vực này, lưới điện, người dân kéo về nhà rất là xa, có thể là người hơn 300 mét, có thể người trên 500 mét. Sau khi mà tiếp nhận cái lưới điện xã Bình Hiệp, thì công ty Điện lực Quảng Ngãi cũng có đầu tư có cái trạm biến áp vào tâm phụ tử và đồng thời kéo những cái tiếng dây họ ốp đến gần nhà khách hàng. Thì người dân hiện tại đang sử dụng điện rất là ổn định. Thì Bình Hiệp là một xã mới được tiếp điện lực tiếp nhận từ hợp tác xã nông nghiệp Bình Hiệp. Do đó chất lượng lưới điện ở khu vực này nó chưa tốt. Thì về trong cuối đầu năm 4 thì đã đầu tư đóng điện 3 trạm ốp gồm có Bình Hiệp 7A, Bình Hiệp 10 và Bình Hiệp 11. Thì tổng dung lượng khoảng 400 kVA. Mà xây dựng khoảng gần 4 km đường dây hở. Thì sau khi đóng điện xong thì ngành điện đã thực hiện xoay công tơ từ lưới cũ qua lưới mới. Những năm trước đây, hệ thống lưới điện nông thôn ở các xã trên địa bàn huyện Bình Sơn thiếu đồng bộ, nhất là lưới điện do hợp tác xã quản lý nên không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. Sau khi tiếp nhận, Điện lực Bình Sơn đã lập phương án đầu tư hàng năm khoảng 30 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp đồng bộ lưới điện, đảm bảo cấp điện an toàn, chất lượng cho người dân. Hồi xưa là điện kia là hết trời sấm sét là cấp mắc, cấp không có điện giờ. Bây giờ là thấy có thấy sấm sét mà điện nó vẫn ổn. Trước kia đường dây nó cũ hơn, thì khi dông sét nọ thì nó chậm chậm nhiều, nên là thường hay mình sẽ nó mất điện. Còn bây giờ mình đã tha mới một số đoạn đường dây rồi, mình di dời những công tơ về gần nhà rồi, thì cái lưới điện nó ổn định, nó không còn bị chậm chậm nữa thì nó ra ít mất điện đi. Theo người dân thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, trước kia muốn bơm nước thì không được nấu cơm, mà nấu cơm thì không bơm nước. Đến nay bà con có thể yên tâm sử dụng các thiết bị điện trong gia đình, đặc biệt có thể bơm nước, tưới nước cây, dùng quạt điện mà không lo điện yếu, nhất là trong mùa nắng nóng. Vẫn còn một số nơi trụ điện, dây điện cần được thay mới và bổ sung thêm. Điện lực Bình Sơn sẽ tiếp tục hoàn thiện dần. Trong năm 2004 thì ngành điện cũng đang triển khai có các công trình trên đầu tư trên huyện thì đã triển khai ở xã Bình Chương, xã Bình Minh, xã Bình Trung và xã Bình An. Thì các xã này là hiện đang triển khai đầu máng kéo dài
và chưa đóng điện nhưng mà đã được móng cây dài, thì cuối năm nay sẽ đưa vào sử dụng. Thì năm nay cũng ngành điện cũng đầu tư hai dự án lớn khoảng tầm khoảng gần 30 tỷ trên địa bàn huyện, để cũng mục nhằm mục đích đó là mở rộng lưới điện, nâng cao chất lượng nguồn điện và cơ bản nhất là đảm bảo an toàn cho bà con. Hiện nay 100% hộ dân trên địa bàn 22 xã của huyện Bình Sơn đã mua điện trực tiếp từ điện lực theo đúng giá quy định của nhà nước, không phải mua giá cao qua các tổ chức trung gian như trước đây. Những năm tiếp theo, Điện lực Bình Sơn sẽ tiếp tục mở rộng lưới điện, cải tạo lưới điện, hạ áp nông thôn để đồng bộ hạ tầng lưới điện. Việc đầu tư nâng cấp xây dựng mới hệ thống lưới điện nông thôn là một điều kiện cần thiết để phát triển đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế ở nông thôn. Năng lượng mặt trời không chỉ là giải pháp xanh cho tương lai mà còn là cầu nối vững chắc giữa quá khứ và hiện tại. Dự án năng lượng tái tạo đang diễn ra ở Croatia và Serbia không chỉ mang lại sự tiết kiệm đáng kể trong chi phí năng lượng mà còn hàn gắn mối quan hệ giữa hai quốc gia cựu thù. Từ việc lắp đặt hệ thống pin mặt trời ở trường mẫu giáo cho đến việc nâng cấp chiếu sáng đường phố, sáng kiến này đang tạo ra những thay đổi tích cực, thể hiện sức mạnh của hợp tác quốc tế trong việc xây dựng một tương lai bền vững. Trường mẫu giáo thành phố Belice, Croatia đang mong chờ được trải qua mùa đông trong sự ấm áp. Ngôi trường này đã được sưởi ấm trong vài tháng nay nhờ các tấm pin mặt trời được lắp đặt trong khuôn khổ dự án năng lượng tái tạo, được hỗ trợ bởi chương trình gắn kết của Liên minh châu Âu, mục tiêu là tiết kiệm năng lượng. Đã một năm kể từ khi chúng tôi bắt đầu sử dụng những tấm pin mặt trời này, chúng tôi đã ghi lại mức tiêu thụ điện và nước kể từ tháng Giêng. Hóa đơn hàng tháng cho thấy chúng tôi đã tiết kiệm được khá nhiều tiền điện, tiền khí đốt và tiền nước. Tổng cộng có 5 trạm năng lượng mặt trời ở Belice và 1 trạm ở thành phố Goriani kế bên. Tất cả đều nằm trên các tòa nhà công cộng. Chúng sản xuất 200.000 kW năng lượng tái tạo mỗi năm. Thành phố Novi Sad ở Serbia cũng đang tham gia chương trình năng lượng sạch này. Dự án cũng nhằm mục đích hàn gắn hai nước cựu thù Croatia và Serbia lại với nhau. Ba thành phố chia sẻ dữ liệu về mức tiêu thụ và tiết kiệm năng lượng của họ. Cho dù đó là lĩnh vực năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường hay là phát triển du lịch, thì đều có những điểm chung. Và tôi nghĩ rằng chương trình hợp tác xuyên biên giới này đang cho phép chúng tôi tìm ra những chủ đề chung mà từ đó chúng tôi có thể xây những cây cầu để hướng tới tương lai. Tổng ngân sách cho dự án chỉ hơn 1 triệu euro, trong đó 858.000 euro đến từ chương trình gắn kết của EU. Kết quả là tiết kiệm được hơn 60% điện năng. Cách đó 2 giờ về phía đông ở Novi Sad, dự án đã giúp nâng cấp hệ thống chiếu sáng đường phố, giúp nó hoạt động hiệu quả hơn. Hóa đơn tiền điện của thành phố đã giảm 80%, một phần nhờ vào hệ thống đèn đường hiện được cung cấp năng lượng từ các tấm pin mặt trời. Thành phố Novi Sad đã lắp đặt hàng trăm đèn đường tiết kiệm năng lượng ở nhiều khu vực khác nhau, ở thành phố và ngoại ô, những nơi không được chiếu sáng bởi mạng lưới điện âm. Dự án này lấy cảm hứng từ những gì đã được thực hiện ở các thành phố châu Âu khác như Gosen và Graz của Áo. Đèn đường được trang bị cảm biến, chúng sẽ sáng lên ngay khi có người đến gần và tắt khi có người đó rời đi. Gác lại quá khứ đau thương, Croatia và Serbia giờ đây đang hướng tới một tương lai thịnh vượng và hòa bình. Chính những dự án hợp tác về năng lượng mặt trời như quý vị vừa xem trong phóng sự vừa rồi đã giúp chính quyền và người dân hai nước xích lại gần nhau hơn. Và đến đây thì chương trình Năng lượng xanh tuần này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.